Sự phục hồi của thị trường bất động sản gần đây đã kéo theo sự sôi động trở lại của thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp. Mới đây, công ty sơn Jotun Việt Nam đã cho ra mắt hai sản phẩm sơn nội ngoại thất mới thuộc dòng sản phẩm cao cấp nhất của Jotun cho thị trường Việt Nam. Tại buổi lễ ra mắt, Jotun giới thiệu hai dòng sản phẩm cao cấp mới là sơn ngoại thất Jotun Steel và sơn nội thất Majestic. Cả hai sản phẩm đều được cho biết là dòng sản phẩm cao cấp nhất hiện nay của Jotun. Trong đó, sơn ngoại thất Jotun Steel có khả năng bền màu tối ưu, được nghiên cứu phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, độ ẩm cao và tình trạng khói bụi tại Việt Nam. Sản phẩm còn có tính năng kháng tia cực tím tối đa, giúp giữ độ bền màu, khả năng kháng khuẩn và có thể dễ dàng được làm sạch ngay cả khi trời mưa. Trong khi đó, sản phẩm sơn nội thất Majestic lại ưu tiên phát triển các tính năng kháng khuẩn, sản phẩm có thể chống lại 12 loại vi khuẩn và nấm mốc thông dụng, đã được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học SB của Thụy Điển và Eurofi kiểm định và chứng nhận. Đặc biệt, sản phẩm gần như không mùi nên khách hàng có thể dọn vào ở ngay sau khi sơn. Khi sáng tạo, chúng tôi luôn hướng về thị trường, chúng tôi tìm hiểu cái mà các hộ gia đình muốn, cái mà các kỹ sư mong muốn cho các thiết kế của họ. Người tiêu dùng đang hướng đến cái tốt nhất là một nhà cung ứng các sản phẩm sơn cao cấp, chúng tôi phải cung ứng cho họ những sản phẩm đó. Không những đẹp mà còn về chất lượng kỹ thuật, đặc biệt là tại Việt Nam, tiềm năng thị trường sơn cao cấp thật sự tăng trưởng rất mạnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi ra mắt hai dòng sản phẩm tuyệt vời là Jotun Steel và Majestic. Đây là giải pháp tốt nhất cho mọi ngôi nhà, mọi thiết kế của họ. Jotun Việt Nam là một trong những thành viên của tập đoàn sản xuất sơn gia nhập thị trường Việt Nam từ rất sớm. Sau hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, Jotun được biết đến là một trong những hãng sơn cao cấp hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại phần đầu của bản tin hàng hóa thị trường, và trong phần 2 của chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thị trường thế giới đáng chú ý trong tuần qua. Kinh tế EU đang từng bước phục hồi. Hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản ngừng mua thiết bị bơm túi khí của hãng Takata.